Tàu chuông lặn. Diving Bell Ship tạm dịch là tàu chuông lặn. Nó là một loại tàu mang theo một cơ chế gọi là chuông lặn. Chiếc chuông này là một buồng chìm có thể cho phép người lặn làm việc dưới nước trong thời gian dài mà vẫn giữ được môi trường khô. Thông thường, một chiếc chuông lặn bao gồm một buồng hình quả chuông kín khít với đáy mở, treo từ dây cáp được gắn vào tàu hoặc nền tảng ở mặt nước. Để vận hành, chiếc chuông được hạ xuống nước, bắt giữ một túi khí bên trong. Người lặn đi vào chuông qua một cửa ở phía trên, sau đó chuông được hạ xuống độ sâu mong muốn. Khí bị bắt giữ bên trong chuông tạo ra một không gian khô cho người lặn thực hiện công việc của họ. Trong khi đáy mở cho phép áp suất nước cân bằng giữa trong và ngoài buồng. Khái niệm về chuông lặn có lịch sử hàng thế kỷ, với các hồ sơ sớm nhất được rút ra từ Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, tiến bộ đáng kể đã xảy ra vào thế kỷ thứ 17 khi các nhà phát minh như Emil Hellen và Edmund Hellen đã phát triển và hoàn thiện thiết kế. Trong thế kỷ thứ 19 và 20, chuông lặn tiếp tục phát triển với sự cải tiến về vật liệu và công nghệ, dẫn đến sự phát triển của các hệ thống lặn phức tạp hơn. Ngày nay, các công nghệ lặn tiên tiến đã lớn lên thay thế chuông lặn truyền thống trong việc khám phá đáy biển và xây dựng dưới nước.